khi vào trời mưa gió thì sợ cái am, những cái tường này nó bị sập. Và cô có một cái tâm niệm đó là xây một cái am mới. Đúng Phật đem quay cho cô bác quý anh chị thấy để được phước lành. Em nghe quá lo cho cô, cực khổ. Em ơn nhiều lắm, cô cũng không biết nói làm chi. Thì cô cũng gắng lo tu để đền đáp lại trong mạnh thường quân. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Mì Quý, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Bùi Hồ tìm đến đây để tìm về am của sư cô Như Thiện. Mà trước đây Bùi Hồ đã có quay rất là nhiều clip. Và đây là cái am cũ của nhà sư cô đây cô bác quý anh chị. Hôm nay là đưa cái mặt ra cho cô bác quý anh chị thấy là có một số cô bác quý anh chị nói là chỉ nghe lời nói thôi nhưng mà chưa được thấy được gương mặt của Bùi Hồ, thì Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị xem ha. Thì đây là cái am cũ mục nát của sư cô mà trước đây Bùi Hồ đã từng quay. Cô bác quý anh chị thấy đây là một cái am cũ nè. Cách đây nó ở đây nó bị mục nát hết nè. Đây thì Bùi Hồ muốn quay ở đây để cho mọi người xem kỹ về cái am mục nát sắp sập của sư cô. Và đằng sau kia đó chính là cái am mà các mạnh thường quân cùng chung tay để mà xây lại cho sư cô. Thì cách đây khoảng đến đây thì cũng gần được một tháng rồi. Cách đây khoảng 5 ngày thì sư cô mới vừa an vị Phật xong. Lúc đó bị Bùi Hồ công việc cũng rất là lu bu nên là nữ là rất là cập nên không có quay cho cô bác quý anh chị xem được. Hôm nay nhín một chút thời gian để lên đây quay cho cô bác quý anh chị, mọi người cô bác xem để cùng tận hưởng niềm vui cùng với sư cô Như Thiện nha. Cô đang làm gì đó sư cô? Do dọn dẹp nè cưng nè, đặng cho mấy ông thợ ông làm nè. Dạ. Ông gài mệt dữ không? Cũng không được mệt gì, không, cũng khỏe khỏe. Cũng khỏe khỏe hả cô hả? Hôm nay con đến thăm cái am mới của mình. Hôm trước là ăn vị Phật á, con không có lên được. Con bận công việc lu bu quá, không có tham gia chung vui cùng với cô được. Thôi thì dịp khác. Còn nữa mình còn xây hoàn thành nữa mà. Còn thành thành rồi coi, cũng cúng kiến này gì kia lại nữa. Dạ, thôi bây giờ cô dẫn con vô trong chỗ cái am cũ của mình xem lại đi. Dạ. Xây cách đây là bao lâu rồi, gần tháng chưa cô ha? Còn có 2 ngày nữa, 1 tháng rồi. Ồ, 28 ngày rồi. Làm tại vì bữa đó là khai trương bữa mùng 6 tháng 9 đó. Dạ. Bữa nay là mùng 4 rồi. Còn 2 ngày nữa hả? Gần hoàn thành rồi. Dạ. Đây là cái nơi mà am cũ của sư cô trước đây là thường tụng kinh niệm Phật ở đây. Đặc biệt là rất là sợ khi vào trời mưa gió thì sợ cái am, những cái tường này nó bị sập. Và cô có một cái tâm niệm đó là xây một cái am mới. Thì cũng thời gian qua Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi vận động mạnh thường quân thì đã xây am mới rồi. Mấy tượng Phật này mình chưa an vị linh trên kia luôn. Tại vì cũng như còn giờ xuống nữa đặng nó tô đó. Dạ. Cô còn dám gạch nữa, cô mai mốt giữ giờ mấy ông Phật nó xuống nữa đó. Xuống đây nè. Gỡ xuống đây rồi xong rồi mình mới có đem lên trển được. Dạ. Bây giờ cũng như để tạm mình ăn vị Phật cũng như cái ngày của mình được ngày đó. Thầy cũng coi cái ngày bữa hôm chính đó, cứ ăn vị Phật đi. Rồi cô mới ăn cúng này kia ăn vị Phật rồi xong rồi cô cũng phải mất giờ tại vì thành nó phải giờ xuống chứ để nữa. Cũng như xi măng này kia nó dính ông Phật đó. Dạ. Rồi phải đem xuống rồi đó. Mà chắc ít bữa nay đem ạ. Dạ, thôi bây giờ cô dắt con lên cái am mới đi. Hôm nay vui dữ hả cô ha? Vui. Dạ. Cái chân của cô còn đau không? Nó cũng như nó tạm, cũng bớt mà liệu nó cũng như nó còn ngang cái xương sống này nè. Dạ. Cô đau cái giò này nè. Em ơi, bữa nay có ở ngoài đây nó che mưa che nắng mát rồi, khi nào vài bữa nữa là tô hay cô ha? Tô rồi đó, tô được khúc rồi đó. Dạ. Ô tượng Phật ở đây đẹp quá nè. Mới. Cái tượng Phật này sao cô? Cũng như thánh luôn á. Ai cô nào? Cô Yến ở trên thành phố á. Cô Yến hả? Dạ. Không được à. Ồ, nhìn ở trên là cô Yến mà. Không có, cô Yến cũng đi đi xuống đây nói là cô với cô vui á đi đặt đường Phật đi. Yeah. Về cũng như chụp hình gửi cho cô và bển cô mới biết đặng rồi cô gửi tiền về nay đặng gửi rồi xong rồi. Này gửi tiền rồi xong rồi còn có một cái là cô nói còn đi xuống một lần nữa. Cô còn thiếu đồ nhiều lắm. Ừ. Cô nói gì đó. Dạ. Yeah.
nói về thế nào, mới điện mới mới hai bữa giờ nè, nói thế nào con muốn xuống với con lần nữa. Con thấy đẹp quá nè. Đẹp không? Dạ quá đẹp luôn. Bởi vậy rồi chắc... Ở đây nè, tôn này chừng nữa mình đóng la phong ở trên này. À đóng la phong, chứ nóng quá nhà người cũng không nổi đâu. Dạ. À, bật này là tham cấp. Ừ, tham cấp. Dạ. Tượng Phật đem quay cho cô bác quý anh chị thấy để được phước lành. Cái cô, tính bữa nay tính dọn cái này kia, cái cô mới đem ba chân nước nước này kia xuống. Dạ. Rửa này kia ớt mà đều thảnh nó không thẳng hết bữa đi cô, chưa đâu, chưa có xây tới ngoài này đâu. Để làm cái trong trước rồi nó ra ngoài này. Dạ. Vậy cái thôi cô để lại đó. Chắc cũng ít bữa đây à. Cũng phải dời cũng Phật xuống mới được. Ăn dạ. Cho nó tô này nè. Dán gạch luôn. Dạ. Cái này tạm tạm để mình ăn vị Phật thôi. Dạ. Cái này là ngày 29 thì cô ăn vị Phật à. À, nên là cô trải một cái miếng này à, để ăn vị Phật đó. Trước nó ừ. Lấy ngày dạ rồi sau này thì mình trang sẽ nghiêm. dán gạch lên làm sẽ à. Cho nó trang nghiêm hết trang rồi nghiêm sau đó lên. mình đem lên đây lại mình giờ lên đây lại à, giờ lại cũng dạ. Như mình cho nó chỉnh đâu đó đàng hoàng hết rồi mình mới trang trí lại hết dạ. Ồ, cửa sổ ở bên đây nè. Đây Đức Hộ Pháp hả con? Tiền với Hộ Pháp ạ. Dạ. Này là Hộ Pháp với lại hả? Phía trong này ông Hộ Pháp, phía ngoài này ông Tiêu. Ông này ông nuôi nít hay lắm nè. Ông gì con? Ông Tiêu. Ông Tiêu hả? À, ông mà ông phát cờ ha, là con nít nên cũng như mấy cái người mà có tà đó. Là nằm mẹp xuống chưa hết trơn luôn. Đúng. Thấy đẹp chưa? Ồ, nhìn thấy ấm cúng mà đẹp. Tả lắm luôn à, cô Yến nó thế nào con xuống với con lần nữa hả? Con nhìn con thấy nó thanh thản thôi cô hả? À. Thôi cô dắt cho con ra đằng sau đi. Đằng sau mình hình như là mình tô được một khúc rồi hả con? Tô được một khúc rồi. À, đây là tô được ở cái phần ở trên này nè cô bác với anh chị. Đó. Đây là cái phòng đó. Cái phòng ngủ của cô nè, vừa để cái giường với lại vừa lối đi ra vô luôn à. Có một cái cửa sổ bên kia à, đây là cánh cửa. Còn ở phần bên đây sao đây là cái này là phòng bếp à. Cái cửa đây là đi ra nhà vệ sinh à. Hôm nay nhìn mới mấy ngày mà con nhìn thấy. Còn bên đây là gì cô? Nữa rồi, cô khóa cửa đó đừng cũng đi nhờ nước nâu này kia đó. Dạ. Cô mở cửa đó đừng có nước nâu đám tiệc đem ra đây chứ bây giờ ở bên đây nó chẹt rồi. Con thấy cô mồ hôi nhễ nhại hết kìa. Ờ, sớm giờ nó cô mặn lụng dụng quá làm sao, dọn dẹp quá làm sao á. Dạ. Rồi cái nó cũng đi nó ngủ sức mồ hôi. Con có nói với cô Hai Vui là có thiếu tiền cô Hai cứ nói còn tiền không để con gửi cho cô Hai Vui. Cô Hai nói khi nào mà thiếu tiền cô Hai alo con liền. Tại con còn giữ được ba mươi mấy triệu đó cô. Ừ. Với lại tiền đó rồi có gì nữa tổng kết luôn. Ừ. Mà cô Hai nói chưa đâu còn nhiều tiền. Ôi nhìn ở đây đã lắm luôn á. Ừ. Đi ra coi. Đi mà tô lên mà dán gạch lên còn nữa ha. Ừ. Tại nhìn êm lắm luôn. Đó, còn làm cái máy trước này nữa nè, làm chắc cũng cả 20 ngày nữa mới rồi quá. Dạ. Cho độ vậy đó. Cái máy đằng trước này nữa nè. Ừ, này mình đổ sàn luôn hả con à? À, này không có đổ sàn. Thành nó nói làm đổ sàn nữa nó công cán nhiều lắm cô ơi, giờ hạn chế. Mô tôn á. Dạ. Tôn nó cho ra 2 thước rưỡi hay nhiêu đó. Dạ. Như nó làm ra cái máy tôn. Dạ. Ừ. Ba Vui, còn bên đây là cái nhà của cô Mười nè. Tiều với trưởng nó đó. Hôm nay thì hoàn thành được như thế này á, con cũng thông báo cho quay để cho Mạnh Thường Quân và những người mà luôn ủng hộ cô, sát cánh bên cô biết được cái công trình của mình hoàn thành đến đâu rồi. Ở sau này thì con sẽ tổng kết lần thứ hai thì gần nhất đây con sẽ tổng kết số tiền lại một lần nữa. Rồi sau đó hoàn thành luôn thì chính thức vô đây luôn thì vô âm mình mới mình luôn thì con sẽ quay thêm một hai lần nữa. Hôm nay thì đến đây con cũng rất là vui nè, con gặp các vị Phật rồi đó. Nhìn cảm vô thấy... nữa là dán gạch được nhìn lên một cái ông Phật sáng nào. Thật luôn. Sáng dữ lắm luôn. Dạ. Thấy đẹp không? Nhìn đã.
Bây giờ cô giáo anh xích vô đây đi để thôi. À, hôm nay thì như thế này rồi, cô sư cô có muốn nói lời gì với lại Mạnh Thường Quân không? Rồi giờ cũng như trước để cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho mà cô được ngôi gia để cúng kiến thanh tịnh này, thì cô cũng rất vui mừng và cô vui với Bùi Hồ với Phong Bụi cũng quá nhiệt tình với cô. Cô cũng hết lòng để cảm ơn, cảm tạ cho các em nghe quá lo cho cô cực khổ. Ơn nhiều lắm, cô cũng biết nói làm chi. Thì cô cũng gắng lo tu để đền đáp lại cho Mạnh Thường Quân và các vị để giúp đỡ cho cô đó. Với em Út cũng quá cực khổ với cô, nhất là cô Hai Vui. Hiện nay thì có em mới, thì cái điều mong ước lớn nhất của cô là gì hả cô ha? Cô ước nguyện, thì giờ cô cũng ước nguyện là xong xuôi của cô hồi trước á, cô nguyện được cô giáo này cô để tu, để cầu cho bá gia bá tánh trăm họ và cầu nguyện cho của quyền thất tổ nội ngoại dặn dân.